Hello hello, ngày hôm nay thì Sa sẽ squat và review cho mọi người dòng son BBL Lab Velvet Lifting, dòng son kem Hàn Quốc, hiện đang bán với giá 150.000 tại sky007.vn. Packaging của son với hộp giấy xanh dương metal đẹp mắt, ống son khá to 5g nên sẽ dùng được rất lâu đây. Bảng màu son cùng 5 màu với 4 màu đầu là tone son ấm của sắc đỏ, cam trầm, màu còn lại là sự pha kết của tone son lạnh tím hồng. Mút son cơ bản của son kem nên rất dễ tạo khuôn môi sắc nét. Khi vừa đánh lên thì son sẽ bóng như Lumi 3 một thời á. Nhưng tuy nhiên chỉ cần dùng khăn giấy chạm nhẹ đi thì chất son sẽ trở nên lì như nhung. Điều đặc biệt là lớp son lì này bám rất lâu và bất chấp cả đồ ăn thức uống, thậm chí đến đồ chiên dầu mỡ thì son vẫn giữ được màu trên môi cơ. Không biết là ưu điểm hay khuyết điểm, nhưng mà chính nhờ sự bám lâu này mà quá trình swatch 5 em son của Sa lại gặp khó khăn đó. Đến màu son thứ 3 thì son như ghi chặt vào môi hòa làm một. Dù Sa có tẩy trang chuyên dụng và kỳ cọ nhiều đi nữa thì son vẫn bám rất chặt. Môi Sa cũng bắt đầu hơi rát do cọ sát cũng như đã xuất hiện những vảy chết môi bông lên. Chắc cũng vì vậy mà nên từ swatch màu 4 đến màu 5 thì mọi người sẽ thấy môi Sa không còn nút hoàn toàn như ban đầu nữa mà luôn có một lớp bay hồng phớt. Nhưng mà đó là nhờ Sa đã dùng thêm cây chiết đựng cho môi nữa đó nha. Do lớp base màu của những lần swatch trước nên môi dưới của mình đã có lớp base cam, khiến màu môi dưới nếu để ý kỹ thì mọi người sẽ thấy là hơi khác với màu môi trên đó nha. Màu trên thì chuẩn tím hồng hơn, còn màu môi dưới thì hơi ngã son tone tím rượu thì phải. Vì thích những màu son mới lạ nên ở dòng son này Sa đặc biệt thích màu số 5 hồng tím. Tuy nhiên thì khi vừa lên môi mình cũng kịp nhận ra là chất son không quá đậm màu như khi trong lọ đâu. Son cũng khiến mình hết hồn vì tưởng là son không đều màu. Tuy nhiên thì chỉ cần bậm môi một phát là mọi nỗi lo đều tan biến. Son vẫn rất mềm, mượt và đẹp trên môi. Phải công nhận một điều là chất son này sẽ cho bạn đa dạng kiểu đánh. Dù bạn muốn đánh son bóng hay lì, từ tô son lòng môi đến cả môi đều đẹp cả. Lưu ý đặc biệt là khi dùng em này thì mọi người hãy tô lớp son mỏng thôi, rồi mím môi cho son lan ra. Sau đó thì chỉnh sửa lại cho lớp son sắc nét là được.
ưu điểm hay là khuyết điểm cho độ son bền màu quá mạnh mẽ đây ta? Dù sao thì với giá 150.000 cho một em son to ạch mà phối hợp được đa dạng phong cách như vậy thì vẫn rất là đáng mua đó. Review ngày hôm nay của Sa về em son BBI Lash Velvet Tint đã hết. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc có câu hỏi gì thì hãy comment bên dưới cho Sa biết nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở những số video tiếp theo. Đừng quên like và subscribe channel của BT Noe nha. Bye bye.